Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nguồn vốn được, và từ đó được nó là sẽ phải làm kinh doanh. Rồi các bạn nghe thấy nó nguyên thằng tả thì nó là đúng. Rồi trời lên nó cũng sợ, đấy là tối là không thấy một cái gì nữa. Rồi các bạn biết tôi lên tới nơi rồi tụi nó biết tôi lên, nó bỏ ba cái xe mà xe chở đất đó, mình chạy một cái chiếc cửa để mình đi có đường, có các ngọn đường đấy, ba xe chạy một cái chiếc cửa, cái chạy trong cái chạy ngoài, xe mình đến thì nó đưa 60 con chó đẹp ra để mà những cái con chó này nó vô ngồi lên xe thế này nó làm cho mình sợ, mình chỉ có để đi về. Rồi đến đó trong đêm tối nó cùng với mấy người công an của xã đó, tất cả những anh em đó là chiến binh hết, nó là đoàn điện thoại của tất cả từ ăn đến những người quản lý trang trại này kia để kêu tôi làm sao mà đi ăn không về để mà họ đang tra. Bởi vì cái ngay chỗ gần đó thì tại sao mình không về họ đang tra? Rồi thì nó đưa chó rồi cuối cùng đẩy cho con đẩy về. Có làm được cái việc đó thì gần sát giờ mình tôi lại về tôi làm nhiệm vụ về tới lời các bạn biết thì nó cũng đã làm nhiệm sẵn đó, nó làm nhiệm sẵn thế nó có hai người, một người nó đưa lên cho nó, một người thay cũ để làm tan chế và một người nữa là đưa lên nó làm thay cũ để tôi nói là không có được, tôi là nhân chủ của ông, tôi không có chấp nhận bất kỳ người đàn ông nào cũng cả chồng như chồng tôi còn sống hết, chồng tôi còn sống là chồng tôi ở gần đó, và tôi không thể nào chấp nhận người có một cái người nào mà vợ là người thế chồng tôi đến đây, tôi không chấp nhận. Còn biết là nó cũng không cho các con của tôi về, tôi nghĩ là ông cũng là con trai duy nhất của ông. Theo tôi thì đó là cháu tôi của ông, làm sao mà nói chuyện không cho về được. Thứ nhất là phải đem các con cho về, từ đâu thì mình phải về cho mình hết. Và toàn biết là bốn đứa nhỏ về khóc nhiều hơn, bởi vì nó rất là thương rồi. Thương rồi mà nó không thể nào chấp nhận được cái chuyện mình tại sao mà không chịu để người bị ốm mà ông rồi ở trong một cái sân trại như thế và không cho đi chữa bệnh như thế. Cái đó theo mà luật của nước ngoài là coi như là giam giữ một cái người như thế là có tội với pháp luật, chứ không vi phạm pháp luật nữa. Bây giờ đến chuyện ăn nữa là điều tôi không có nhiều muốn hết, rất là mong mỏi để làm sao mình có thể đưa bạn đi khám để đưa lên đi chữa bệnh được, mình còn cái mạng của mình, mình còn cuộc sống của mình, mình còn có thể làm là được khá nhiều thứ. Còn những này, những cái con người kia người ta đang những cái nhóm ở đó âm mưu và ăn đứng rồi cướp cái gia sản sản nghiệp của gia đình con, họ nghĩ gì khi mà họ tìm đủ mọi âm mưu hết cách là làm sao để mà rút tiền của từ các cái nhà cung cấp, thông qua các cái nhà cung cấp nguyên vật liệu của Trung Nguyên rồi chia giá ra lấy tiền của công ty, rồi cách mà để lấy tất cả những cái gì mà ở trong cái điều hành một doanh nghiệp là các bạn biết nó rất là nhiều những vấn đề mà mình xây dựng lên là cả một cái hệ thống để nó kiểm soát, thì bây giờ là nó gần như là thay cha đổi tên, thay tất cả mọi thứ và không có nhận ra được cái công ty của mình nữa, không có nhận ra được những cái hoạt động mà mình đã từng mà gầy có xây công ty lên như thế nào, nó biến dạng hết luôn. Và họ có cái âm mưu toan tính nhiều nữa để mà họ đủ mọi cách để khi mà có cái bản án sơ thẩm, là các bạn đọc cái bản án đó chưa, các bạn coi nó không thấy. Và để kết cục của cái bản án đó là gì?
chia tất cả và chuyển đổi qua thành tiền hết, mà tất cả trừ lại hết mọi thứ luôn đó, thì tôi còn âm hơn 500 tỷ nữa. Bởi vì là họ treo trên đó những cái kêu là hù dọa là những cái bản án thì là sẽ thực hiện, thì tôi sẽ tiếp tục mà thực thi cái bản án đó, thì coi như là tôi âm lại là 500 tỷ. Rồi là bày trò lên là đẩy lên truyền thông, làm cho mọi người nghĩ rằng là tôi là một trong những người giàu nhất Việt Nam, bởi vì tôi đã nhận ra rồi 3.000 tỷ gì đó là cái chuyện không hề có, không hề có, họ dựng lên hết, tất cả cái đó họ dựng lên hết để bày trò ra như vậy, để cướp luôn, cướp công ty để mà lấy hết cái công ty của tôi. Và các bạn nhìn thấy ở trong đó là cái điều gì mà đặt vô cái bản án, hơn 95% nội dung đó nằm trong cái luận cứ của bên phía bên đó ghi đưa lên trên tòa là bản án gì. Ông thẩm phán chưa bao giờ đặt bản án đó luôn, và ông thẩm phán đọc sai luôn. Ông thẩm phán không thông thường khi mà một bản án đọc là người ta, ông thẩm phán là người soạn, đúng không? Và ông thẩm phán biết rất rõ là mình không thể mà có một cái bản án nào mà có cái án phí lên tới 80 mấy tỷ được, không thể bao giờ có được. Có nhiều lắm, như cái trường hợp của Trung Nguyên đây thì nó cũng chỉ khoảng 7 tỷ 8 tỷ gì đó thôi. Thì đây là ông cũng muốn xỉu luôn vào thời điểm đó.